Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2022, cuối tuần rồi mọi người. Mình xin chúc cho tất cả anh em và gia đình mình có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc anh em nha. Đến với lại chương trình giao lưu ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với lại anh em một cái mẫu hồ cá coi tầm cỡ 2 khối anh em nha. Hồ này của mình thì thiết kế theo kiểu là ba mặt tường và một mặt kính nha anh em. Thời gian qua thì có nhiều anh chị em cô chú hỏi mình về cái vấn đề hồ tầm cỡ 1 đến 2 khối mình làm ở trước sân có mái che á mọi người, để cuối tuần nè gia đình mình sum họp thì bây giờ có cái mẫu hồ nào nó phù hợp với lại cái không gian như vậy hay không để cho anh chị em cô chú mình tham khảo. Thì ngày hôm nay mình được sự đồng ý của em Hùng ở Thanh Hóa đó mọi người, thì mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ cá coi tầm cỡ 2 khối của em Hùng, cũng như là em Hùng sẽ chia sẻ với lại anh em mình cái hệ thống lọc hồ cá coi 2 khối hiện tại bây giờ em Hùng đang hoạt động luôn anh em nha. Ở đây là thức ăn và thuốc tím của bên em á mọi người. Hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu như anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nhé. Ở đây là toàn bộ khung cảnh hồ của Hùng nè mọi người. Trước khi mình đi vô vấn đề chính ngày hôm nay là tìm hiểu hệ thống lọc hồ của Hùng á, thì Hùng cũng có chia sẻ với lại mình, Hùng rất là đam mê cá anh em. Đam mê cá từ nhỏ luôn. Sau này khi mà Hùng quyết định làm hồ á thì nhận được cái sự hậu thuẫn từ ba mẹ và anh trai của Hùng. Hồ mình thì hoạt động được 6 tháng rồi mọi người. Bây giờ ổn định rồi thì Hùng chia sẻ lên giao lưu với lại mọi người. Thứ hai nữa là Hùng cũng có nhờ mình gửi lời cảm ơn đến ba mẹ và anh trai của Hùng rất là nhiều. Đặc biệt là anh trai của Hùng, anh Liêu, người đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để giúp cho Hùng hoàn thiện hồ của mình anh em nhé. Trở lại vấn đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài cái thông tin hồ của Hùng cho anh chị em cô chú mình tham khảo nha. Hồ này của mình thì chiều dài là 3m6, ngang là 1m, độ cao của mình là 60. Hiện tại bây giờ Hùng đang để mực nước là 55 nha mọi người. Thì mình tính ra tổng thể tích nước hồ này của mình á, nó rơi vào tầm cỡ 2 khối nha anh em. Hùng sử dụng một hút đá 90 và một hút mặt 60. Tất cả mình sẽ kết nối qua bên ngay chỗ hệ thống lọc hồ của mình đó mọi người. Anh em thấy là chất lượng nước rất là tốt nha. Cái này là Hùng quay cho mình vào buổi chiều tối nha mọi người, nên là mình thấy nó hơi mờ tí xíu, chứ thực chất là buổi sáng cái nước hồ của Hùng rất là trong anh em. Còn về phần kiến thì Hùng sử dụng kiến cường lực nha mọi người, 12 ly. Chiều dài của cái kiến này của mình á là 2,7m và cao là 60 nha mọi người. Anh em nếu mà sử dụng những cái kiến để mà làm cho hồ cá coi á, anh em nên sử dụng cái kiến cường lực 12 ly giống như Hùng nè. Mình thấy có nhiều anh em sử dụng cái 8 ly với lại 10 ly. Có một vài cái mẫu hồ nó bị nổ nha mọi người nha. Anh em cần chú ý ngay cái chỗ mà trám nè, với lại là cái kỹ thuật để mình làm như thế nào nó không đi nước á. Chú ý cái an toàn là trên hết, và mọi người nên sử dụng cái loại kính 12 ly, cái cường lực nó dày luôn để nó tránh cái tình trạng là nước cá nó bơi nè. Với lại nhiều khi mình vệ sinh á, cái độ sống nó có nó tức anh em. Ví dụ mình xài kính chỉ có 8 ly thôi, có khả năng sau này nó sẽ bị ảnh hưởng và nó nhiều khi nó bung nó bể, rất là nguy hiểm anh em nha. Thôi bây giờ mình sẽ nhờ Hùng ha, sẽ quay lại ngay chỗ hệ thống lọc để mình cùng với là mọi người sẽ xem coi là Hùng hiện tại bây giờ sử dụng vật liệu lọc như thế nào, vận hành ra sao, chất lượng nước của mình nó tốt được như vậy luôn anh em nha. Ở đây là hệ thống lọc hồ của Hùng nè mọi người. Do hồ của mình trong nhà nên là Hùng làm lọc bên ngoài luôn. Mình làm lọc bên ngoài như vậy á, nó sẽ rất là tiện nha. Mỗi lần mình vệ sinh nó cũng dễ dàng hơn nữa. Lọc thì cũng giống như những cái hồ thông thường của anh em mình thôi, cũng 3 ngăn mọi người. Anh em thấy là cái vật liệu lọc Hùng mà sử dụng cũng rất là đơn giản nha, chủ yếu là mình xài chổi với lại là lưới thôi. Còn bơm thì hiện tại bây giờ Hùng đang sử dụng tổng bơm là 20.000 lít trên giờ. Hồ mình là một hút đáy 90 nè, một hút mặt 60 nè. Tổng cái thể tích nước hồ mình là 2 khối, Hùng sử dụng cái tổng bơm 20.000 lít trên giờ. Theo mình nghĩ rất là phù hợp nha. Ngay chỗ bơm này thì mình sẽ trả vào bên hồ, mình vừa tạo oxy với lại mình vừa làm luồng luôn mọi người. Thì đó là toàn bộ cái quá trình mà Hùng vận hành cái hệ thống lọc hồ của mình á anh em. Anh em thấy ngay chỗ cái vật liệu lọc á, Hùng sử dụng rất là đơn giản nha. Chỉ sử dụng chổi nè, ngăn thứ hai thì Hùng sử dụng lưới nha mọi người. Thì thường nếu mà như anh em sử dụng á, thì ngay chỗ cái ngăn nắng này của mình, ngay chỗ ống thông mình sẽ để một tấm G-mat. Nhưng mà ở đây thì Hùng không sử dụng G-mat mọi người. Anh em có thể là thay thế cái ngăn thứ hai giống như của Hùng á, thay vì mình sử dụng lưới thì mọi người sử dụng G-mat, mình sắp cho nó full luôn. Nước mình sẽ qua bên ngăn thứ ba, thì ngăn thứ ba thì Hùng sử dụng hiện tại bây giờ là hai bơm, mỗi bơm 10.000 lít trên giờ. Khi mà mình trả vào bên hồ của mình đó mọi người, mình sẽ tạo cho nó một cái dòng xoáy của cái luồng.
để nó ly tâm hướng tâm á anh em. Tại vì Hùng sử dụng chỉ có một cái hút đáy ngay chỗ giữa tâm hồn của mình thôi, thì bắt buộc là cái luồng của mình phải sấy ly tâm để nó gom phân lại ngay chỗ giữa tâm hồn, để cái hút đáy 90 của mình nó đưa qua bên ngay chỗ hệ thống lọc. Thì bây giờ ở đây ha, mình sẽ tua lại ngay chỗ cái hệ thống lọc hồ của Hùng một lần nữa, để cho mình cùng với lại anh em sẽ xem cái cách mà Hùng vận hành cái hệ thống lọc của mình nha. Đây thì như anh em thấy nè, ở nhân đầu tiên của mình là nhân lắng, thì Hùng sắp toàn bộ hầu như là full cái chổi luôn. Bên cạnh đó thì mình có sử dụng thêm một cây đèn UV 60W nha mọi người. Do cái lọc của mình bên ngoài thì nó sẽ có cái ánh sáng, nên là mình sử dụng cái cây đèn UV luôn để nó ngăn chặn cái tình trạng là tảo anh em. Nó làm cho nước mình bị vàng với lại bị xanh. Nước mình sẽ thông qua ngăn thứ hai. Thì ngăn thứ hai ở đây thì Hùng sử dụng như nãy mình nói rồi, full lưới nha mọi người. Anh em có thể là sử dụng lưới lan nè hoặc là Zimax. Rồi cuối cùng nước sẽ qua ngăn thứ ba. Thì ngăn thứ ba ở đây Hùng đặt chỉ có hai bơm thôi. Một bơm 10.000 lít trên giờ mình sẽ cho về để mà tạo cái luồng nè, nó tạo cái dòng chảy. Và tiếp theo là một bơm 10.000 lít trên giờ nữa mình sẽ cho về để mà tạo cái oxy cho hồ của mình đó anh em. Đó thì cái đó là cái cách mà Hùng vận hành, nó cũng rất là đơn giản thôi. Vật liệu lọc thì mình tận dụng nhà có sẵn lưới cho mọi người, mình làm lọc luôn. Đó thì có nhiều anh em hỏi mình là lưới mùng nè hoặc là lưới lan lọc nước tốt hay không, thì ngày hôm nay thông qua video này cũng như thông qua hồ của Hùng thì như hồi nãy giờ anh em thấy rồi, chất lượng nước của mình rất là tốt, đặc biệt cá rất là khỏe, thì chứng minh một điều rằng cái vật liệu lọc nó không phải quyết định 100% là chất lượng nước của mình có tốt hay không, có trong hay không, mà quan trọng nhất là cái cách mình sắp xếp nha mọi người. Hùng cũng có chia sẻ với mình là tầm cỡ 5 đến 7 ngày, do là cái hồ của mình số lượng cá mình nuôi nó cũng hơi dày á anh em, nên là tầm cỡ 5 7 ngày thì Hùng sẽ xả cái lắng của mình một lần, và 3 tuần đến 1 tháng thì Hùng vệ sinh ngăn lắng này của mình một lần. Thì đây là hầu như là cái thời pháp biểu mà anh em nào chơi cá coi cũng đều làm theo cái cách này hết, mà mình thấy nó hiệu quả nha. Có nhiều anh em ngay cái chỗ này mà mình thấy nó dẫn đến cái tình trạng cá nó bị bệnh ngứa mình, đỏ mình, đó là anh em tầng nói chung là lệ thuộc vào cái vi sinh quá nhiều. Có nhiều anh em mình không xả lắng luôn, mình không vệ sinh lắng luôn mà mình cứ chăm vi sinh. Ví dụ như mình thấy nước không được trong nè, nước tanh nước hôi là mình chăm vi sinh vào đó. Rồi mọi người để 5-6 tháng mình không vệ sinh ngăn lắng ngăn lọc luôn, thì đâm ra là cái phân đó mọi người lâu ngày thì chắc chắn là nó sẽ bị tắc nghẽn ở những cái lớp vật liệu lọc, giống như là chổi nè, lâu ngày nó sẽ bị dày quá. Nếu mà anh em để cái chổi của mình á bên ngăn lắng mình 5-6 tháng mình không vệ sinh, anh em lấy ra nhìn nó rất là dơ. Mà khi cái thời gian 5-6 tháng như vậy, nước nó chuyển động nó sẽ tan những cái phân nó ra, nó hòa vào bên trong nước của mình, nó dẫn đến một cái thời điểm nào đó chất lượng nước đi xuống và cá của mình bị ngứa mình và nó bị lỡ mình chảy máu. Đây là một trong những cái lý do mà mình thấy rất là nhiều anh em bị cái trường hợp này luôn. Thì khi mà cá bị bệnh này thì lúc này mình mới dùng thuốc rồi mình mới lo mình làm lại cái lọc của mình thì như vậy nó quá muộn rồi. Nên là mình khuyên anh em một khi chơi cá coi này mình tập trung vào ngay chỗ cái hệ thống lọc. Còn vi sinh nó chỉ hỗ trợ giúp cho nước của mình tốt hơn khi cái hệ thống lọc của mình xử lý nước tốt. Có nghĩa là vi sinh nó chỉ phát triển được khi cái hệ thống lọc của anh em xử lý nước tốt. Còn nếu như mà mình chỉ lệ thuộc vào vi sinh quá, mình không vệ sinh lắng nè, mình không vệ sinh lọc, mình để cái thời gian 5-6 tháng mình cứ tiếp tục cho vi sinh như vậy, nó sẽ phản cái ứng nghịch đó mọi người. Anh em thấy nhiều khi vi sinh đâu phải lúc nào mình chăm cũng tốt đâu, anh em chăm mà nhiều khi nó nhiều quá nó bị ngợp cá mình bị sốc luôn á mọi người nha. Đó thì đó là cũng là một trong những cái mà thông điệp mà Hùng nhờ mình chia sẻ với lại mọi người. Hùng thì cũng ít sử dụng vi sinh đó mọi người, chủ yếu là tập trung vào ngay chỗ cái hệ thống lọc của mình thôi. Hồ thì hoạt động cái thời gian cũng mấy tháng rồi, cá cũng khỏe, nước cũng trong. Thì ngày hôm nay mình cùng với lại Hùng đã chia sẻ cái mẫu hồ cá coi hai khối, thiết kế theo kiểu là ba mặt tường và một mặt kính. Hệ thống lọc thì như anh em thấy rồi, vật liệu lọc rất đơn giản nhưng nước rất trong và cá rất khỏe nha. Nếu như ở nhà anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ mình đang có ý định làm một cái mô hình hồ cá tầm cỡ hai khối bên cái trước sân mình nè, để cuối tuần hoặc là dịp lễ gì đó gia đình mình sum họp để mình vừa vui chơi mình vừa ngắm cá luôn, thì có thể tham khảo cái hệ thống lọc cũng như là cái mẫu hồ của Hùng nha. Thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh Hùng một lần nữa thì cũng chúc cho em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, cái công việc của em nó làm ăn thuận lợi và ngày càng phát đạt nha. Nếu như mọi người xem video thấy những cái mình với lại Hùng chia sẻ nó hữu ích thì mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai anh em mình nha. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.